Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách nấu cơm gạo lứt đậu đen các bạn nhé. Có tác dụng gì đối với sức khỏe chúng ta? Và trước tiên mình sẽ nấu phần cơm này đã nhé. Để nấu thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình nưng bát đậu đen. Mình sẽ ngâm từ 8 đến 10 giờ các bạn nhé. Để cho cái phần đậu này nó lở ra. Và cái phần gạo này thì các bạn sẽ mình dùng 200g gạo lứt các bạn nhé. Và chỗ này nâng bát này khoảng độ 40g, 340g đậu đen. Tùy theo các bạn ăn nhiều thì chúng ta sẽ cho nhiều nhé. Và bây giờ mình sẽ ngâm cái phần đậu đen này đi. Cái phần đậu đen sau khi mình ngâm các bạn nhé, nó đã lở ra đây ạ. Đây ạ, nước đậu đen mà mình bỏ đi nhé. Phần đậu nó đã mềm ra. Đấy. Như thế này rồi. Và phần gạo này các bạn sẽ đem đi vo cho mình để mình nấu cơm nhé. Các bạn cho vào giá cho mình để mình vo gạo lên nhé. Các bạn nếu mà có thời gian ấy, thì mình có thể ngâm cái gạo lứt này khoảng độ 3-40 phút các bạn ạ. Còn không có thì mình sẽ nấu trực tiếp thì mình cho lượng nước khá hơn một chút nhé là được ạ. Rồi để loại bỏ cái phần bụi bẩn nó bám vào bên ngoài của gạo đi. Xả nước để mình tráng đi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào nồi cơm điện là mình nấu được ạ. Đây ạ, nồi cơm điện nhé, mình sẽ cho cả nước. Cho phần gạo lứt xong các bạn sẽ cho đậu đen vào cho mình nhé. Mình bỏ cái nước chua đi rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho nước vào cho mình. Đây ạ, cho nước nó lên nhé. Rồi. Vì gạo lứt nó sẽ lở, nó tốn nhiều nước hơn là gạo mà chúng ta ăn gạo trắng ấy, mình xay sát nên thì nó sẽ không bị tốn nhiều nước bằng. Các bạn cho mình một chút muối vào đây ạ, để cho cái phần cơm đặn nhé. Và một ít dầu ăn nhé. Mình dùng dầu gạo lứt, tùy theo các bạn có thể dùng dầu gì cũng được. Cho hạt gạo bóng ạ. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi cơm điện rồi và nấu như bình thường các bạn nhé, như nấu cơm bình thường thôi. Đấy, dập bếp nấu nhé. Đây các bạn, nồi cơm đang sôi nhé, hơi nước bốc lên rất là nhiều ạ. Và mình sẽ nấu để cho nó bật lên nút trên nhé. Đây ạ, khi cơm gạo lứt mình đã nấu chín các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ đơm ra nhé. Ăn đây các bạn ạ. Rất là ngon ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong món cơm gạo lứt là nấu ăn rất là đúng chuẩn vị nhé. Và bây giờ mình sẽ nói cái tác dụng của cơm gạo lứt này đối với sức khỏe của chúng ta các bạn nhé. Cách nấu cơm gạo lứt đỗ đen đúng chuẩn là một trong những cách mà mọi người bây giờ đang rất là quan tâm gần đây các bạn nhé. Được biết gạo lứt là và đậu đen là hai thành phẩm giàu dinh dưỡng và cực tốt cho sức khỏe. Do vậy, sự kết hợp chung với nhau sẽ mang đến cho chúng ta một nguồn dưỡng chất dồi dào cho cơ thể nhé. Thế nhưng thật có là như vậy không thì các bạn ạ, cơm gạo lứt đậu đen có tác dụng gì cụ thể như thế nào? Sau đây mình xin giới thiệu với cô dì, chú bác và các anh chị em nhé, để hiểu rõ hơn về cơm gạo lứt đậu đen có tác dụng gì. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu gạo lứt có thành phần dinh dưỡng gì tốt nhé. Và tác dụng như thế nào các bạn ạ? Gạo lứt là một loại gạo khác với gạo trắng bình thường chúng ta hay ăn nhé. Đây là gạo được chế biến giữ nguyên nguyên lớp cám bên ngoài, vậy nên hàm lượng chất xơ trong gạo lứt cao gấp đôi gạo trắng chúng ta thường ăn nhé. Chính nhờ vậy gạo lứt được khuyến khích sử dụng thay thế gạo trắng để ăn kiêng giảm cân vì nó cực tốt cho sức khỏe ạ.
Xong trong gạo lứt thì nó có chứa nhiều các loại vitamin, khoáng chất thiết yếu hỗ trợ cơ thể chúng ta ngăn ngừa các bệnh về sỏi mật hay là ung thư. Nhờ các thành phần như mangan, GABA hay là gạo lứt còn là giúp chúng ta cho hệ thần kinh nhé, hoạt động trong trạng thái tốt hơn ạ. Cả gạo lứt và đậu đen đều giàu chất xơ và vitamin, gồm như vitamin B, vitamin E, sắt, mangan hay là magie ạ. Ăn cơm gạo lứt đậu đen rất tốt cho người giảm cân ạ. Đây là cái thành phẩm mình vừa mới nấu xong ạ. Và cách nấu thì mình đã vừa nấu xong các bạn nhé. Chỉ cần chúng ta ngâm đỗ đen đi trong thời gian từ khoảng 8 đến 10 giờ các bạn ạ. Cho đỗ đen nó mềm ra, sau đó thì các bạn sẽ vo gạo lứt và mình trộn lẫn đậu lứt đỗ đen. Các bạn cho mình một ít muối để có vị đậm nhé, và một ít dầu ăn để cho hạt gạo bóng lên ạ. Khi chúng ta ăn nó sẽ mềm thơm bùi ạ. Cơm gạo lứt đậu đen được xem là một món ăn không thể thiếu trong thực đơn của người ăn kiêng nhé. Cho nên khi bạn muốn giảm cân thì cần phải nhịn ăn ạ. Không cần phải nhịn ăn mà chúng ta có thể giảm cân một cách hiệu quả. Cơm gạo đậu đen thì là một trong những thực phẩm góp phần mang lại dinh dưỡng cho bữa ăn nhé. Từ việc nhận biết và có tác dụng giúp bạn giảm cân hay là bạn cân bằng được thực đơn ăn uống của mình ạ. Mong rằng đây là cách nấu cơm gạo lứt đỗ đen hữu ích nhất để các bạn có thể tham khảo cho gia đình nhà mình nhé. Nhất là đối với những người muốn giảm cân ạ. Các bạn thích có thể làm theo cách này của mình nhé. Rất là dễ và lại có được món cơm ngon ạ. Mình mời các bạn thưởng thức món cơm với mình ạ. Hạt gạo bên trong không còn cứng nữa các bạn nhé, rất là mềm, thơm và ăn với đỗ đen nó bùi bùi ngon ngon ạ. Như thế này các bạn chỉ ăn cơm gạo lứt này với các loại rau. Các loại rau nữa là chúng ta sẽ cung cấp được đầy đủ dinh dưỡng để giúp chúng ta vừa giảm cân vừa tốt cho sức khỏe. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ để xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.